kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh cùng chư tôn đức tăng kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cô xin thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang bati katang cali angti warang aja chatha santi tha satappa rakkha cha tika dese tu thammang anukam bimang bacang satthamma berin binayang cakayang suttang cha pandang abitham macammang ako tayang to satusak cha dangdang Babo Thanayye Parishai Yamanche. Phật nhiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghỉ hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhóm giường lộc giả ngày giờ chơn sang. Thiết độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lạnh rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ rằng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Con kính dâng mít đến cho sư Pháp nè, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ cùng Đức Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng. Kính chào quý trung nữ và tất cả quý Phật tử. Và cảm ơn cô Trần Đạo. Và hôm nay chúng ta học tới câu thứ 72, Tà Mạng Đệ Tử. Và bây giờ thì xin đọc bằng chánh kinh, và sau đó sẽ giải thích về cái lời dạy của Đức Phật. Tà Mạng Đệ Tử. Một thời tôn giả Ananda ở Kosambi, tại khu vườn Khosita. Rồi một tà mạng đệ tử gia chủ đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tà mạng đệ tử gia chủ nói với tôn giả Ananda. Thưa tôn giả, pháp của những ai được khéo thuyết, những ai khéo hành trì ở đời, những ai khéo vượt qua ở đời. Vậy này gia chủ, về vấn đề này ta sẽ hỏi ngươi, ngươi tham nhẫn thế nào? Hãy trả lời như vậy. Nhà ngươi nghĩ thế nào này gia chủ? Những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp có được các vị ấy khéo thuyết hay không? Hay ở đây ngươi nghĩ thế nào? Thưa tôn giả, ai thuyết pháp để đoạn tham, thuyết pháp để đoạn sân, thuyết pháp để đoạn si, pháp được vị ấy khéo thuyết, và ở đây tôi nghĩ như vậy. Hai, nhà ngươi nghĩ thế nào này gia chủ? Những ai thực hành đoạn tham, thực hành đoạn sân, thực hành đoạn si, những vị ấy có khéo thực hành ở đời hay không? Hay ở đây ngươi nghĩ thế nào? Thưa tôn giả, những ai thực hành đoạn tham, thực hành đoạn sân, thực hành đoạn si, những vị ấy khéo thực hành ở đời, và ở đây tôi nghĩ như vậy. Nhà ngươi nghĩ thế nào này gia chủ? Với những ai tham được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Với những ai sân được đoạn tận, với những ai si được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho
như cây thân cây ta la làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Những vị ấy khéo vượt qua ở đời hay không? Hay ở đây ngươi nghĩ thế nào? Thưa tôn giả, với những ai tham được đoạn tận, những ai sân được đoạn tận, những ai si được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, những vị ấy khéo vượt qua ở đời. Và ở đây tôi nghĩ như vậy. 4. Như vậy nhà ngươi đời như sao? Thưa tôn giả, những ai thuyết pháp để đoạn tham, thuyết pháp để đoạn sân, thuyết pháp để đoạn si, pháp được các vị ấy khéo thuyết giảng. Và ngươi đã đời như sao? Thưa tôn giả, những ai thực hành đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, những vị ấy đã khéo thực hành ở đời. Và ngươi đã trả lời như sao? Thưa tôn giả, những ai đã đoạn tận tham, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta không còn hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai, những ai đoạn tận sân, đoạn tận si, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, những gì ấy khéo vượt qua ở đời. Thật diệu thay, thưa tôn giả, thật thi hữu thay, thưa tôn giả, ở đây sẽ không có tự khen pháp của mình, không có chê pháp của người khác, chỉ có thuyết pháp trong giới, xứ, chỉ nói đến mục đích và không đề cập đến tự ngã. 5. Thưa tôn giả Ananda, tôn giả thuyết pháp để đoạn tham, thuyết pháp để đoạn sân, thuyết pháp để đoạn si. Và thưa tôn giả Ananda, tôn giả thực hành đoạn tham, đoạn sân, đoạn si, tôn giả đã khéo thực hành ở đời. Thưa tôn giả Ananda, tham đã được tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, sân đã được tôn giả đoạn tận, si đã được tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, tôn giả đã khéo vượt qua ở đời. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả, thật vi diệu thay, thưa tôn giả, thưa tôn giả, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã. Thưa tôn giả Ananda, con nay xin quy ngưỡng, quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y Tăng, mong tôn giả Ananda nhận con làm đệ tử cư sĩ từ nay cho đến mạng chung. Con xin trọn đời quy ngưỡng. Đó là cái phần chánh kinh. Thì ở đây giải thích thì có một cái vị cư sĩ tại gia, mà vị này ở đây gọi là tà mạng đệ tử, tức là cái vị này có lẽ là có một cái nghề nghiệp và cái sự nuôi mạng không có chân chánh, nên được gọi là tà mạng đệ tử. Thì câu chuyện này là xuất phát từ cái vùng Kosambi, khu vườn Kosita. Thì cái vị cận sự nam này đó đến hỏi với tôn giả là về vấn đề những ai thuyết pháp và hành trì ở đời để khéo vượt qua những cái phiền não là tham, sân và si. Thì cái điểm đặc biệt ở đây á, thì cái phương cách để mà thực hành đoạn trừ tham sân si thì cũng như cái câu 71 nói. Nhưng mà điểm đặc biệt ở đây đó thì có đề cập một cái sự kiện, tức là thật di diệu thay thưa tôn giả, thật thi hữu thay thưa tôn giả, ở đây sẽ không có tự khen pháp của mình, không có chê trách pháp của người khác, chỉ thuyết pháp trong giới xứ, chỉ nói đến mục đích, không đề cập đến tự ngã. Trong này thì cái mốc là cái chỗ mà quý vị thấy rằng
Đức Thế Tôn cũng như tất cả các vị thánh thánh tăng, khi mà các ngài thuyết pháp thì không bao giờ các ngài tự cho là cái giáo pháp của mình là cao quý, chê trách những cái giáo pháp của các giáo phái khác. Trong khi á, các cái vị Bà La Môn á, mà họ thuyết pháp thì họ thường á, là tự đề cao cái của mình là đúng đắn nhất, là chân chánh nhất, là đáng thực hành nhất, rồi miệt thị, phê phán, chê trách những cái giáo phái, những cái giáo phương pháp, những cái giáo pháp của các cái giáo phật chủ khác là không có đáng thực hành. Cho nên là vì đó mà các cái vị giáo chủ của Bà La Môn có cái sự coi như là bất hòa với nhau. Còn ở đây giáo pháp phân tích rõ ràng những cái gì là chánh, đáng thực hành, những cái gì là sai trái, đáng bị từ bỏ. Thì cái người học hoặc cái người nghiên cứu giáo pháp sau khi tìm hiểu rõ ràng rồi tự quyết định, chứ không có bắt buộc ai phải theo, không hù dọa ai, hoặc là không có bảo là những ai mà không theo cái giáo pháp này sẽ bị tai nạn, bị những cái này cái khác. Đó. Cho nên là cái điểm đặc biệt của Phật giáo tức là phân tích cho người ta thấy, cho nghiên cứu hiểu được cái nào là thực hành đem đến lợi ích, an lạc, hạnh phúc, giải thoát, còn cái nào thực hành đem đến những cái hậu quả khổ đau, đem đến những cái cảnh giới không được tốt đẹp, rồi để cho họ có một cái quyền tự quyết định. Cho nên cái hạnh phúc an lạc của một cái vị hành giả đó, không có phải do đấng thượng, không phải do đấng thượng đế ban phát, mà tự mình nỗ lực thực hành để mà đoạn trừ tất cả những cái phiền não. Khi mà một cái giáo pháp nào, một cái vị giáo chủ nào mà thuyết pháp rồi đề cao cái đường lối, cái phương pháp của mình thực hành và miệt thị, chê trách những cái giáo phái khác, thì đó là tự tán quỷ tha, tức là chỉ cho rằng cái giáo pháp của mình là cao tột, là đúng đắn nhất, còn những cái giáo pháp khác là không đáng tin theo, không đáng thực hành. Thì như vậy là những cái lời nói đó là những cái lời nói không có chân chánh. Thì chiếc thuyết pháp trong giới xứ, thì ở đây giới là cái lãnh vực, xứ là cái chỗ, tức là những cái nhân, thì chúng ta thấy rằng có ba nhân bất thiện là tham, sân và si, rồi có ba nhân thiện là vô tham, vô sân và vô si. Thì Đức Phật thuyết pháp mà chỉ ra cái nguyên nhân của khổ đau, tức là những cái bất thiện, những cái phiền não do tham, do sân, do si chi phối. Khi chúng ta nỗ lực để thực hành tất cả những cái thiện pháp nhằm đưa tới sự viễn ly
sự từ bỏ tất cả những cái bất thiện, là những cái nhân, những cái mầm mống, cái nguồn gốc của khổ đau. Thực hành theo vô tham hay là xả ly, rồi vô sân, tức là tâm từ, thương xót tất cả chúng sanh, an vô mát mẻ với tất cả chúng sanh, rồi trí tuệ để thấy được thực tướng của tất cả các đối tượng đều chung một cái quy luật của giảng pháp, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Rồi Đức Phật chỉ ra là tất cả các pháp, dù là người hay là chư thiên, đều là vô ngã, không có một cái bản ngã, không có một con người. Tất cả chỉ là vận hành do duyên, tất cả các pháp cấu hợp tạo thành một chúng sanh. Đến một lúc nào đó, do nhân do duyên, thì nó tan rã, chứ hoàn toàn không có một cái bản ngã, không có một linh hồn, không có một người nam, một người nữ nào ở trong một cái thân ngũ quẩn. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật đưa ra cho chúng ta thấy rằng ở trong cái thân ngũ quẩn hai thành phần danh và sắc, chúng ta phải thấy được cái điều này, rồi từ bỏ cái niềm tin sai lầm là có một cái bản ngã, có một hay là có một người nam, một người nữ ở trong cái thân ngũ quẩn này, từ đó mà chúng ta thoát khỏi những cái tà kiến sai lầm, chứ không phải là diệt ngã. Có nhiều người hiểu sai lầm là Phật pháp mà thấy để mà diệt bản ngã, nhưng mà sự thật ra cái ngã nó có đâu mà diệt, nhưng cái trí tuệ chúng ta thực hành để thấy rõ tất cả đều là danh và sắc, do những cái nhân duyên danh sắc hội tụ để tạo thành một chúng sanh, chứ hoàn toàn không có một cái bản ngã. Chính vì chúng ta vô minh tà kiến cho rằng có một con người, có một người nam, một người nữ, cái sắc thì nó bị tiêu hoại, nhưng mà cái linh hồn thì nó trường tồn bất biến. Rồi chúng ta bám chấp vào cái tự ngã, mắt của tôi, thân là của tôi, tài sản của tôi, đây là những cái sai lầm, hay là hoặc là những cái cảm thọ này, tôi đang đau đớn, tôi đang an vui, thì chúng ta đồng quả với những cái cảm thọ này mà sinh ra sự chấp thủ sai lầm. Cho nên thường thường thích thú bám níu chấp chặt vào những cái đối tượng vừa lòng, khả hỷ khả lạc, thích ý thì bám níu chấp chặt, còn nếu những cái đối tượng không khả hỷ không khả lạc thì xua đuổi. Cho nên những cái khổ đau nó sanh khởi. Thì chúng ta thấy rằng
Tất cả đối tượng chỉ là đối tượng, do nhân do duyên, những cái thiện sự chúng ta đã tạo trữ, thì bây giờ các cái đối tượng tốt đẹp an vui đến lúc đủ điều kiện nhân duyên nó sinh khởi. Chúng ta biết rằng tất cả các đối tượng thì nó sanh rồi nó sẽ diệt, không có đối tượng nào là chúng ta bám níu chấp thủ, hoặc là khi mà những cái đối tượng trái ý nghịch lòng, những cái điều mà chúng ta không mong muốn, đâu có ai mình mong muốn là mình bị ốm đau bệnh tật, nhưng mà do nhân do duyên đến lúc những cái quả xấu nó phát sinh, thì chúng ta biết chúng ta đối với những đối tượng dù là tốt đẹp thích ý vừa lòng hay là đối tượng không có tốt đẹp, không có sự an vui, tất cả do nhân do duyên chúng phát sanh, rồi đến một lúc mà chúng cũng bị tiêu hoại diệt mất. Khi mà hiểu biết như vậy, chúng ta giữ quân bình sáng suốt, ghi nhận quán sát tất cả đối tượng, những đối tượng thích ý vừa lòng thì nó cũng sanh rồi diệt, những đối tượng khổ đau không an lạc nó phát sanh rồi nó cũng diệt. Cho nên bất cứ đối tượng nào chúng ta quan sát để thấy được rõ ràng cái tính chất chân đế của nó, để thoát ra không dính mắc, không xua đuổi, và hoàn toàn không có cái gì là của ta, hoàn toàn không có một cái bản ngã, không có một linh hồn, thì từ đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi sự kềm chế của những cái phiền não. Cho nên cái câu ở đây là thập diệu thay tưa tôn giả, thập thi hữu thay tưa tôn giả. Ở đây sẽ không tự khen pháp của mình, không chê trách pháp của người khác, chỉ có thuyết pháp trong giới, chỉ nói đến mục đích và không đề cập đến tự ngã. Chính vì đưa ra cái phương pháp đúng chân lý, cho nên những cái lời dạy của Đức Phật cách này hơn 2600 năm, nhưng mà đến cái thời kỳ hiện tại này chúng ta áp dụng vẫn còn hiệu lực, gì á, Đức Phật thuyết pháp đúng chân lý. Thành ra với những pháp mà khéo đưa đến đoạn tận tham, đến đoạn tận sân, đưa đến đoạn tận si, và đào bứng tận gốc rễ những cái phiền não, thì sẽ đem đến cái lợi ích và sẽ cắt đứt tất cả những cái phiền não này. Giống như là cây ta lan, hay là quý vị thấy rằng những cái cây này giống như là cây dừa, cây cao, là cây cỏ, những cái cây mà cái thân nó không có cành nhánh, nó chỉ có cái ngọn thôi, nhưng mà một khi mà nó đã bị đứt cái ngọn rồi, như là cây dừa, cây cao, khi mà nó bị đứt ngọn rồi đó thì nó không thể sống được nữa. Hoặc là những cái loại cây nó có cành nhánh, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn diệt trừ nó bằng cách là đào bứng tất cả những cái gốc rễ, cái quan trọng nhất là cái rễ chính, cái rễ cọc của nó đó, thì cái cây này sẽ bị diệt hoàn toàn.
Cho nên đối với những cái vị thánh lậu tận đã đào bứng tận gốc rễ của phiền não, được ví như là cây ta la. Trong kinh thường hay Đức Phật được ví như là cái cây ta la đã bị chặt ngọn, đã bị đào bứng tận gốc rễ, sẽ không còn tái sanh, không còn mọc trở lại, không có thể hiện hữu trở lại. Và cái cây này thì hoàn toàn sẽ hiện hữu trong tương lai. Là những vị đó đã khéo vượt qua đến bờ bên kia, và sau khi thân hoại mạng chung chấm dứt cái tuổi thọ thì sẽ không còn trở lại thế gian. Cho nên cái mục đích là chúng ta học pháp, hiểu biết Phật pháp để chúng ta nỗ lực thực hành. Chúng ta phải tự phản tỉnh, xem xét chính ngay trong cái thân hữu quẩn này, chúng ta là người có gìn giữ các cái học giới hay không, chúng ta có thực hành những các cái thiện sự hay không, chúng ta có nỗ lực tinh tấn theo con đường bát chánh đạo để diệt trừ tất cả phiền não hay không. Chứ chúng ta không nên nhìn ra bên ngoài, thì khi mà chúng ta nhìn ra bên ngoài thì phiền não nó sẽ gây động. Điều quan trọng là tự mình gìn giữ thực hành các cái học giới, chứ đừng có nhìn người khác coi người ta có gìn giữ các cái học giới hay không. Điều quan trọng là tự mình phải thu thúc lục căn với chánh niệm tỉnh giác để quán sát xem xét đối tượng, chứ đừng lăng xăng nhìn coi cái người họ họ có chánh niệm hay không. Vấn đề mà họ có giữ giới, có chánh niệm, họ có tu tập thì cái phước đó họ nhờ. Còn nếu mà bản thân mình có sự nỗ lực gìn giữ các học giới, thực hành đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, thực hành tất cả tám cái phương pháp đem đến sự an vui hay là bát chánh đạo, đó là cái nhiệm vụ của chính mình. Không ai có thể làm thế trình những cái nhiệm vụ này được, mà phải tự mình làm. Cho nên ở đây chúng ta phải tự phản tỉnh, xem xét tất cả những cái điều thiện sự mình đã làm chưa, rồi mình có thực hành nỗ lực tinh tấn một cách miên mật hay chưa, thì sẽ đem đến cái lợi ích. Chúng ta không nên nhìn bên ngoài rồi phê phán để cho tạo điều kiện cho phiền não nó sanh khởi. Thì qua cái câu 72 thì qua phần chánh kinh, Đức Dạy và cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều trong những cái hiểu biết. Và sau đây thì xin mời Chư Tôn Đức cũng như tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm những cái điều mà Đức Phật dạy, để chúng ta có thể trao đổi thêm đời sống chúng ta thực hành, đem đến những cái sự lợi ích an vui và hướng đến cái con đường giải thoát trong ngày vị lai. Với phước báo này kính cầu mong Chư Tôn Đức Trưởng Lão Pháp Thể Ca Ngang, kính chúc quý tôn nữ cũng như tất cả quý Phật tử có nhiều sức khỏe, an vui, có niềm tin, tu tập thật nhiều những thiện sự trong đời sống và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Mai Giá.
Nam Mô Sư. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con lễ sư Phụ Pháp Thanh. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bây giờ xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ bạch sư, Nguyên Như có một cái thắc mắc khi mà trong việc học pháp của mình đó bạch sư. Con cứ nghe chư tăng giảng về cái 10 thiện nghiệp, tức là thập thiện thì nó ngược lại với lại thập ác, còn cái 10 cái điều phước thiện nữa là bố thí, trì giới, cung kính, tu tiến đó bạch sư, là hai cái đó nó khác nhau. Mà có con biết có là nhiều Phật tử họ hay lộn qua lộn lại từ cái hai đó cũng là thiện nghiệp mà hai đó cũng đều có số 10 đó sư. Dạ xin sư có thể giảng qua sơ cho chúng con để chúng con nhớ lại bài học đó sư. Dạ con xin nhân mít lại cho sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con không biết là sư Pháp Thanh có nghe được âm thanh của Nguyên Như không? Đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Xin cho con tín hiệu ạ. Dạ con không biết sư Pháp Thanh có mặt trước máy không bạch sư. Dạ dạ con xin nhân mic lại cho sư Pháp Thanh ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ đạo tràng có nghe được con âm thanh của con không ạ? Con không biết là sư Pháp Thanh có nghe được câu hỏi của Nguyên Như không bạch sư. Con thấy sư giơ tay mà con không có nghe. Dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh. Dạ con xin nhân mic lại cho sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Thì cái thường thường đó là cái thập thiện hay là thập hạnh phúc, nó là những cái để mà chúng ta tạo được những cái nhân lành, thì tùy theo có khi gọi là thập thiện hay là thập hạnh phúc. Thì như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, tu tiến, thì tùy theo à. Chứ còn có tùy theo có mỗi vị giảng, nhưng tất cả những cái pháp này đó là nó là những cái nhân. Đây là những cái điều quan trọng làm để đem đến những cái đời sống tốt đẹp, như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, rồi tạo phước, hồi hướng phước,
tỷ phước, tính pháp, thuyết pháp, cải chánh kiến. Thì tùy theo điều kiện, tùy theo cái các cái vị thực sử dụng những cái ngôn từ, ví dụ như gọi 10 phút hành tâm, thập hạnh hay là thập phước gì đó, thì tùy theo mỗi vị giảng sư người ta sử dụng mỗi cái ngôn từ. Nhưng mà nếu mà những cái chi pháp đó, những chi pháp giống nhau, thì đây là những cái nhân, kỹ nhân lành, những cái nhân thiện tốt đẹp, thì nó giống nhau thôi. Có đôi khi là nó có thể khác nhau một cái dạng từ, nhưng mà điều cái quan trọng là nếu mà cái nhân, những cái nhân thực hành nó giống nhau thì sẽ đem đến cái lợi ích, cái sự an vui. Chứ chúng ta đừng có nên mà so sánh tại sao là cái có vị thì gọi là phúc hành tâm, rồi có vị gọi là thập thiện, có vị gọi là thập hạnh phúc, thì một tùy theo mỗi vị cái ý thích sử dụng những cái ngôn từ. Rồi có những cái ngôn từ nó Hán Việt nó hơi lạ lạ, thí dụ như phúc hành tâm hoặc là thập thiện hay là hoặc là thập hạnh phúc gì đó, thành ra là tùy theo thôi. Chứ còn các cái chi pháp thì nó vẫn giống nhau. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của Nguyên Như. Dạ, chúc cô mà khỏe mạnh an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con bạch sư, cái câu hỏi của con á là cái chỗ có thập thiện á, thì con thấy 10 chi pháp nó hoàn toàn khác đó sư, là cái chỗ mà thân tam khẩu tứ ý tam đó, không sát sanh trộm cắp tà dâm, rồi nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thư dệt, nói lời phóng dật đó sư. Rồi cái chỗ cái ý tam là không có tham độc, không sân hận và không có chánh tri kiến hoặc là tà kiến. Thì cái chỗ đó là thập ác, thì ngược lại mấy cái đó là thập thiện, thì nó lại không giống cái chỗ mà bố thí trì giới cung kính đó sư. Thành ra con thấy có nhiều vị Phật tử hỏi con là hai cái thập thiện đó khác nhau chỗ nào. Thành ra con đi dò trong sách, con thấy một cái thì kêu là thập thiện, còn một cái là kêu là thập phước. Còn nếu như sư nói giống vậy là cả hai đều gọi là thập thiện cũng đều được hả bạch sư? Dạ con có thắc mắc cái chỗ đó đó sư, tụi con thấy chi pháp nó khác. Dạ con xin sư giải thích cho Nguyên Như chỗ đó để con giải thích lại cho bạn con ạ. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Sư hiểu cái ý của cô rồi. Cái mà thập thiện mà cô nói đó là nó đề cập về cái đó là về cái phần giới không? Thí dụ như là thân thì có ba, khẩu có ba và ý thì có bốn. Ở đây là nó chỉ về những cái thiện mà trong cái chỉ là cái trong cái phần giới thôi. Còn cái mà như vậy thì nó cái mà thập và hạnh phúc này đó, hay là 10 phút thành tâm, hay là thập thiện đó, thì cái này thập thiện này nó khác là bố thí trì giới tu tiến cung kính phục vụ, rồi tạo phước hồi hướng phước, tùy hỷ phước, thính pháp thuyết pháp, cải chánh duy kiến. Thì cái này á là nó thuộc về là những cái nhân để đem đến cái đời sống tốt đẹp trong hiện tại và ngày vị lai. Còn cái kia đó, cái thập thiện kia đó, thì nó chỉ về những cái về thân khẩu ý, nhưng mà nó thuộc về giới hay là về giới phần, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, rồi không nói ác, không suy nghĩ ác, tức là nói về tức là thân khẩu ý nó ba cái. Thì mỗi cái thì nó khác nhau. Ví dụ như cái 10 cái đó đó là chúng ta gìn giữ trên cái phần giới của mình,
tránh xa những cái bất thiện, tránh xa về cái gìn giữ về cái giới, hay là chánh ngữ chánh nghiệp, rồi chúng ta 10 cái này thì chúng ta thực hành để đến cái phước. Thì hai cái nó có khác nhau. Thí dụ cái kia thì chúng ta không không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, rồi không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời tà ngữ, không nói ác, không suy nghĩ ác, không sân ác, tham ác, suy nghĩ đó. Thì cái đó là thuộc về cái phần về thập thiện, nhưng mà về giới. Còn cái này là thập thập hạnh phúc, thập phúc hành tông, thập thiện, thì nó cũng có trùng, nó trùng cái chữ, nhưng mà về cái chi pháp thì nó khác nhau. Còn hai kia nó thập ác là những cái pháp mà chúng ta biết để chúng ta từ bỏ, đoạn trừ, tránh xa. Còn cái thập thiện thì chúng ta sẽ thực hành theo. Còn này thì chúng ta thực hành để đem đến những cái lợi ích tốt đẹp, những cái nhân lành, để đem đến cái một cái đời sống hiện tại được an vui, và hướng đến những cái công hạnh để đời sống tương lai được đi đến những cảnh giới tốt đẹp an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Cảm ơn công việc chưa chạy chút. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Dạ con xin kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải câu hỏi của Nguyên Như. Con xin kính lễ sư thông. Con thấy sư vừa mới vào đạo tràng. Dạ con xin thỉnh sư có vài lời nói với đạo tràng. Bây giờ mình cũng còn có khoảng 16 phút đó bạch sư. Dạ tụi con xin sư chia sẻ ạ. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông bạch sư. Xin cảm ơn sư Nguyên Như. Nguyên Thông mới vào không biết chuyện gì xảy ra, cho nên là xin trao mai lại cho sư phụ chân tâm, để sư phụ chân tâm chỉ thị. Dạ xin con xin mời sư phụ chân tâm. Dạ dạ mô Phật. Trước hết con xin kính lễ chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô, quý Phật tử. Dạ, thưa sư Nguyên Thông, hôm nay thì theo Nguyên Thông trình bày pháp khổ, đó là tham sân si và con đường thoát khổ. Đó là bát chánh đạo. Rồi Nguyên Như hỏi về cái sự mà 10 cái thập thiện và cái thập phúc hành tông. Cái thập thiện á, cái người tu mà thập thiện thì cái người đó, Đức Phật nói nó có bài kinh thập thiện, đó là người đó sẽ sanh về cõi trời, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó là thân có 3, khẩu có 4, không nói dối, không nói lời ác độc, không nói lời chia rẽ, không nói lời vô ích. 4 là 7 phải không? Ý nó có 3, đó là giữ tâm ý nó không tham, không sân, không si, đó là thập thiện. Đó, trong kinh thập thiện Đức Phật dạy người nào mà tu 10 cái pháp này đó thì khi thâu hội mạng chung á, thì được sanh về cõi trời ha, cõi có phước. Cái thứ hai là thập phúc hành tông, tức là 10 cái người nào mà làm 10 cái điều này đó thì nó tạo ra phúc. Nó tạo ra phúc đưa đến an vui giải thoát đó. Cái thứ nhất đó là bố thí, thứ hai là trì giới,
thứ ba là tu tập, ba pháp đầu nhớ ha, bố thí, giữ giới, rồi tu tập. Có thể nói là tu tập, có thể là tu thiền định, thiền quán đó. Rồi tư là cung kính, thứ năm là phụng sự, tức là cái người mà có cung kính đó, cung kính người trên, kính trên nhường dưới thì có phúc ha, cái này là tạo ra phúc. Rồi phụng sự gia đình, phụng sự tổ quốc là đó ha, giúp ích những người, giúp đỡ những người chung quanh đó, là phụng sự thì có phúc. Vì để coi mình mà phụng sự người khác á, mình thương người ta, mình phụng sự người ta, thương mình, kính trọng mình có tự tin ha. Rồi cái thứ sáu là thuyết pháp, thuyết pháp cũng có phước. Không phải là chư tăng thuyết pháp không, quý vị cũng có thể thuyết pháp nè. Quý vị nghe pháp, quý vị hiểu pháp, gặp ai khó khăn á, quý vị lấy Phật pháp ra, quý vị khuyên người ta hoặc nói cho người ta nghe, người ta thoát khổ. Người thuyết pháp là có phước. Rồi số 7 là thính pháp. Thính pháp là nghe pháp cũng có phước. Tại vì khi mà mình nghe cái tâm mình nó để trên cái đề mục thiện lành, mình nghe Phật mà mình nghe kinh, mình có trí tuệ, có trí tuệ mình giải quyết được những cái sự khó khăn khổ đau của mình. Rồi hồi hướng công đức, hồi hướng công đức cũng có phước. Như mình sau khi mình làm một điều thiện, ví dụ như bố thí hay là thọ tam quy ngũ giới hoặc là tụng kinh Phật hay ngồi thiền á, thì mình có phước. Thì lúc đó tâm mình thiện lành thì lúc đó mình hồi hướng phước báo đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Hồi hướng đến cho họ thì họ nghe, họ hoan hỷ thoát ra cảnh khổ thì mình có phước. Rồi thứ chín là tùy hỷ. Mình tùy hỷ với lại cái sự thành công của người khác. Mình thấy người ta thành tựu điều thiện, điều lành, mình hoan hỷ với họ, tức là mình không có ganh tị, ghen ghét ha. Mình tùy hỷ với cái phước của họ. Thấy người ta đi chùa làm việc thiện, đi làm giúp đỡ người nghèo, mình tùy hỷ, mình hoan hỷ với họ thì mình sẽ được an vui ha. Rồi cái thứ 10 á là cải tạo cái tà kiến của mình, tức là mình làm cho mình có chánh kiến á, mình làm cho mình có chánh tri kiến, tức là mình phải học, mình phải tu. Thì đó, khi mà tâm của mình mà nó có chánh tri kiến, tức là cái người biết nhân biết quả, biết chân lý tứ diệu đế, đó là người có chánh tri kiến ha, biết các pháp vô vi là vô thường, khổ vô ngã. Đó là người có chánh kiến. Cho nên cái người mà có chánh kiến họ chỉ làm những điều thiện, điều lành thôi mà lo tu thôi. Thì thưa quý vị, đó là thập phúc hành tông, gọi là 10 pháp mà tạo ra phúc ha. Và cái này là 10 cái thập thiện. Thì hai cái tuy rằng cái tên nó khác nhau nhưng mà nó vẫn mục đích chính vẫn là đưa đến thiện lành, được phước báo, được an vui giải thoát. Nó là nền tảng của tu học, mình đã được nhẹ nhàng không. Như vậy thì thưa Tỳ Kheo Nguyên Thông, thỉnh Tỳ Kheo Nguyên Thông chia sẻ thêm nhé. Dạ, thỉnh sư ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào toàn thể chư vị chắc tư kính đến. Sư Phụ Thanh Tâm cũng nói rất hay, rất là đúng, toàn là những lời của Phật dạy. Và con không có phản đối cho câu nào từ những điều mà con cũng đã có học qua. Nhớ thì không nhớ, nhưng mà lời Sư Phụ nói thì rất hay, rất là đúng. Và đó là nhiệm vụ của tất cả Phật tử và tỳ kheo. Mà tỳ kheo thì không có xây chùa, không có làm Phật lớn Phật nhỏ, mà xây chùa là của Phật tử. Tỳ kheo chỉ giữ giới, học pháp và đàm luận pháp khi có cơ hội, và
giảng pháp khi có người hỏi. Thì đó là những cái nhiệm vụ của cái người tỳ kheo mà con đã học qua như vậy. Ở này nói về tất cả những vị tỳ kheo thì con là người là sơ cơ, tu hành có 1-2 năm nay chứ không có nhiều, thành ra không có thể giảng giải được khi mà không có cái bài học, không có chuẩn bị. Và tất cả những điều mà sư phụ nói đều là rất là đúng, rất là hay. Cái con người của chúng ta là người chúng ta phải luôn luôn ở trong chánh niệm tỉnh giác mà Đức thường dạy, gọi là mình phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm thí. Thì tất cả những cái đó, và cả niệm sự chết nữa. Thì cái đó là những cái việc mà người tu sĩ và người Phật tử cũng có thể là làm hàng ngày. Bởi vì nếu mà chúng ta không học mà không làm ngày đó, thì ra chúng ta quên đi. Mà hãy quên đi thì cái tâm nó chạy bậy, cái tâm nó phóng dật, là khi mà không luyện hàng ngày, khi mà rảnh rang thì người Phật tử là tu sĩ nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm thí. Còn hàng ngày thì ít nhất là 2 lần chúng ta phải tụng kinh. Tụng kinh để làm gì? Tụng kinh là không phải là để dâng cho Phật, không phải như vậy, mà tụng kinh là để cho mình nhớ lại lời dạy của Đức Phật. Bởi vì nếu không tụng kinh thì cũng là quên lời dạy của Đức Phật. Cho nên sáng thì phải tụng, chiều phải tụng. Còn khi nào rảnh nữa thì tụng thì tốt, chứ ít nhất là 1 ngày 2 lần là phải tụng. Là vì nếu mà một người mà không tụng kinh đó, mà không niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm thí đó, thì người hành giả đó sẽ dễ dàng quên đi giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy. Vì vậy cho nên tất cả những điều đó là cái nhiệm vụ chúng ta phải làm. Mà nếu mà chúng ta không làm là chúng ta bê trễ, và bê trễ thì cái đó là để cho cái tâm phóng dật nó sanh khởi. Và hãy tâm phóng dật sanh khởi rồi chúng ta hành động sai lầm, bởi vì mình không có chánh niệm. Chánh niệm sống trong giây phút hiện tại, mà sống trong giây phút hiện tại với người hành giả đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên và niệm sách. Vì vậy cho nên cuộc đời của những người Phật tử và tu sĩ là có những công việc đó, toàn là những điều mà chúng ta phải nhớ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, đến giới. Và cái công việc làm của chúng ta là cái duy trì cái trí tuệ của chúng ta để nó ở với chúng ta khi mà chúng ta chưa chứng quả. Bởi vì chúng ta là những chúng sanh còn vô minh, thì còn vô minh là còn phóng dật và còn giải đãi và còn lười biếng. Cho nên cái người mà siêng năng tu hành là cái người đó luôn luôn lúc nào cũng ở trong giáo pháp, sống trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy. Hay là nói chung là sống trong giáo pháp của chư Phật. Bởi vì cái giáo pháp của chư Phật từ xưa đến nay là chỉ là một mà thôi. Tất cả những vị chánh biến tri đều đã giảng dạy Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Văn Nghiêm, Thiền Chỉ, Thiền Vipassana. Và đó là những cái điều chánh mà chúng ta phải học, phải nhớ, phải tu. Một người hành giả, một người Phật tử cũng như một người tu sĩ là phải luôn luôn học tập. Một người không học tập thì cái trí tuệ nó không sáng suốt. Nếu mà học tập và ôn luyện thì trí tuệ mới có sáng suốt. Trí tuệ mới suốt và ôn nhuần giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy bằng cách mình niệm như là Nguyên Thông đã nói, và tụng kinh để nhớ lại giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho đến khi nào mà chúng ta có cái dịp gặp được vị chánh biến tri tái sanh, và nhờ cái công năng tu hành của chúng ta tạo được những ba la mật,
thì Ngài sẽ có thể là giúp cho chúng ta để làm liên lại miết sinh liên. Ở đây ta dùng chữ miết sinh liên có nghĩa là một cái dòng, một dâu, một cái chuỗi tu hành, một cái chuỗi tu hành chúng ta đã làm những cái ba la mật, nhưng mà chúng ta không có đắc quả là bởi vì nó miết đi một cái dòng, cái miết sinh liên là miết đi cái khoen đó đó. Rồi khi mà gặp Đức Phật, Đức Phật thấy rằng chúng ta trong cái vô số sanh tử luân hồi có tu hành, có được những cái parami. Cho nên Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta khi mà chúng ta có những cái đủ parami để khi mà giảng giải thì chúng ta có thể chứng đắc được. Là bởi vì giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với chúng ta thì rất là khó khăn. Đức Phật giảng dạy và khi Ngài đã hưởng thụ 7 tuần lễ ở Bồ Đề Đạo Tràng để chiêm nghiệm lại những điều mà Ngài đã chứng đắc, thì Ngài mới thấy rằng giáo pháp không phải dễ học, không phải dễ nói, không phải dễ nghe, không phải dễ hiểu, không phải dễ đắc. Vì vậy cho nên chúng ta nhất thiết là cũng phải nghe lời sư phụ Thanh Tâm nói là 10 cái điều thiện, 10 điều ác thì ráng mà trừ khử điều ác, 10 điều thiện thì ráng phải tu tập điều thiện. Có cái bài kinh mà Đức Phật giảng dạy là thân người chúng ta như lá cây chín có màu vàng, tay sai của Diêm Chúa. Thành ra nếu mà Đức Phật giảng dạy rằng nói là cái lộ trình mà Đức Phật gọi là tư lương mà chúng ta chưa có thì chúng ta phải làm, tức là làm những cái thiện nghiệp, làm thiện nghiệp và học pháp, và làm những thiện nghiệp học pháp đến một thời điểm nào đó, mà cái thời điểm đó tức là bao nhiêu kiếp sống của chúng ta, thì nếu mà chúng ta tạo được những cái thiện nghiệp, tạo được những cái parami, thì đến khi mà Đức Phật Maitreya ra đời mà từ đến đến đó cũng phải dài tỷ năm, 5 tỷ năm, 10 tỷ năm, 5, 30 tỷ năm mình không hiểu được, bởi vì cái thời gian từ một Đức Phật này đến một Đức Phật khác không có kinh sách nào nói rõ là bao nhiêu. Cái khoảng thời gian từ ngày Kassapa và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa qua đó là khoảng thời gian đó là ngắn nhất so với 28 vị Phật mà chúng ta biết từ ngày Dipankara cho đến khi Đức Phật Thích Ca Gautama. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, chúng ta phải tâm niệm rằng khi còn ở trần gian này là nhất thiết là chúng ta phải đi vào giáo pháp của Đức Phật. Mà muốn được vậy thì phải nguyện khi mà chúng ta làm được những cái thiện nghiệp là bố thí, cúng dường trai tăng hay là dân y vân vân, thì tất cả những cái đó là trong khi mình thành tựu được những cái điều đó thì chúng ta phải nguyện là đời đời kiếp kiếp trong cái chuỗi dài sanh tử luân hồi là được sống trong giáo pháp của chư Phật, được sống gần chùa, gặp thiện trí thức để tu hành. Thì đó là cái nguyện mà chúng ta khi mà chưa chứng quả, chưa chứng những cái tầng thiền thì phải nguyện như vậy, để mà chúng ta có hy vọng là trong những cái kiếp sanh tử luân hồi mà chúng ta chưa chứng quả đó, thì còn sống gần chùa, còn được gặp thiện trí thức để mà tiếp tục tu hành. Bởi vì tu hành là một con đường hạnh phúc nhất. Tại sao? Bởi vì tu hành là mình, nhiệm vụ của mình là phải sống đúng cái giáo pháp mà chư Phật đã giảng dạy. Thì sống đúng cái giáo pháp của chư Phật giảng dạy thì ở trần gian này chúng ta sẽ an lạc. Và khi mà thân quả mạng chung thì sanh lên chư thiên, là tại vì chúng ta ít nhất là giữ năm giới. Mà nếu giữ năm giới mà mình làm thêm có 10 thiện nghiệp nữa thì chắc chắn 100% là mình sẽ lên sống ở cảnh thiên. Nhưng mà lên sống ở cảnh thiên đó, thưa chư vị, cuộc sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà cứ an hưởng hạnh phúc mà không tạo nên được những cái ba la mật thì cái phước thì nó sẽ bớt, sẽ hết, thì sẽ trở xuống trần gian này và có thể đọa địa ngục. Cho nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì phải tu hành. Nếu mà chúng ta nhớ tu hành là một lẽ sống của chúng ta thì chúng ta không bao giờ mà bê trễ. Kính thưa sư phụ, đó là những cái điều mà con
được hiểu biết và trình bày cùng đạo tràng. Nếu có điều gì sư xin sư phụ sanh tâm, sư phụ pháp thanh chỉ dạy thêm, con vô phần muôn phần tri ân và xin chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Thanh Tâm hoặc là Nguyên Như cầm ai. Dạ bạch sư Thanh Tâm, con thấy thời gian cũng còn cũng hơi lố giờ, con không biết là sư có muốn cho đạo tràng có vài phút để tĩnh tâm. Con xin kính thỉnh ý sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, thay mặt lớp học thành tri ân sư Nguyên Thông. Dạ, mình nghe pháp rồi, hiểu pháp rồi, bây giờ mình tu hành. Mời quý vị tĩnh tâm 5 phút mà rất là đơn giản. Quý vị ngồi hay nằm, quý vị hay đứng, chỉ đơn thuần là thấy biết thân tâm. Thân là đất nước lửa gió đó, tâm là tâm thiện tâm bất thiện đó. Chỉ đơn thuần thấy biết nó thôi, thấy nó sanh nó diệt, sanh nó diệt, mình chỉ quan sát nó thôi, không có xúc động. Mình cứ tập vậy đi, tập riết cái mình thấy được cái pháp đó là vô thường vô ngã, cái tâm mình chánh niệm tỉnh giác.
Dạ, mô Phật. Cậu Tràng, 5 phút tịnh tâm đã trôi qua. Nhờ mình ngồi chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình mới thấy được thân tâm. Vì nhớ, thấy được thân tâm là thấy Pháp. Người ta hỏi mình đi cầu Pháp ở đâu, thì mình nói Pháp ở nơi thân, nơi tâm này nhá. Cho nên người nào mà thấy được thân tâm, tức là ngũ uẩn đó, ngũ uẩn là vô thường, vô ngã đó, thì người này tu ở đâu cũng được cả. Bất cứ lúc nào, đi chợ, nấu ăn, lái xe, ngồi thiền, thiền nằm, thiền ngồi, thiền đứng, nói chuyện, lúc nào cũng là thấy Pháp ha. Mãi là Pháp thì vô thường, khổ, khổ vô ngã. Dạ, mô Phật, thời gian đến đây vừa phải lẽ, sư xin thay mặt đạo tràng, sư phúc cho đạo tràng. Dạ, cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sức đẹp, an vui, sức mạnh hàng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật, kính thưa quý vị, buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ. Trước khi dứt lời, nguyện cầu ân Tam Bảo và chư thiên gia hộ cho tất cả quý vị được an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Nhường lại cho Như Chân ạ. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ Nguyên Như xin thông báo lại một lần nữa cho những quý vị mấy bữa nay không có vô lớp. Ngày mai thì Nguyên Như Kỳ Viên sẽ tổ chức một buổi sinh nhật của lớp. Năm nay hình như Nguyên Như nhớ là nó vừa tròn 4 tuổi rồi. Mà sư Thanh Tâm, sư chủ rum mới chính là cha đỡ đầu, có cái một cái sự nỗ lực rất là lớn để nuôi baby Nguyên Như Kỳ Viên trong vòng 4 năm qua. Cha lúc nào cũng giống ăn không ngon ngủ không yên với baby Nguyên Như Kỳ Viên của mình. Dạ, thành ra Nguyên Như xin kính mời quý vị trong đạo tràng ngày mai nhín chút thời gian thì mình sẽ bắt đầu sớm một chút xíu là khoảng 9 giờ. Thì để vô mà mình có thể có thời gian để tri ân chư tăng và các thầy cô giáo, và cũng có một lúc mà mình có thể là hội mặt với nhau để mà mình có thể nói là những cái ý kiến, và có thể là quý vị có thể có những ý kiến và có những đóng góp để làm cho cái sinh hoạt của Zoom càng ngày càng phong phú hơn. Sa thú cho Nguyễn, ngày mai em nhớ đem soda napkin giống như sư Nguyên Thông nói, và đem cái bánh bự nha cho Nguyễn. Ok, và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, con xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với con hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo ti kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so thin ka con te tha vi ha ra mang da le Thế ra cha mắt cha na hoa ca cha phình khá vô xa ra mi ca đa na ba ti u pha sa ca Gà ma cha đề sa ni gà ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta a tha vô pha pa ti ca Ni ya ni kan tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ta la sang kho ho tu sa mang go
Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang ka tu san tham mo tam be bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yap ba we di te y đăng nô nha ti năng hô tu sukhita hoan tu nha ta yô y đăng nô nha ti năng hô tu sukhita hoan tu nha ta yô y đăng nô nha ti năng hô tu sukhita hoan tu nha ta yô ý đăng quá tám mê buồn nhằn à sa quắc khá già quá hằng hồ Tu-a-na-ga-te, ka-le. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như xin trân trọng, mong quý vị trở lại Nguyên Như Kỳ Viên để dự lễ sinh nhật của Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ tư, cũng là sáng thứ năm, vào khoảng 9 giờ, tức là khoảng 8 giờ ở bên Việt Nam, ở sáng thứ năm. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.